Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với lại tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đến từ San Jose và Mỹ Linh. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui. Và bây giờ Mega Million đã lên tới 810 triệu đô rồi. Đây là con số cao thứ tư trong lịch sử của nước Mỹ, con số cao nhất là 1,4 tỷ đô la. Bây giờ là con số cao thứ tư trong lịch sử của nước Mỹ, 810 triệu. Các vị nhanh tay nhanh chân, tại vì đúng 7 giờ 45 phút tối mai là due time, là tại vì mỗi lần sổ là ngày thứ 3 và ngày thứ 6, thì quý vị phải mua trước 7 giờ 45 phút của cái ngày sổ thì mới được nha. Cho nên là tranh thủ, chúc quý vị may mắn và chúc cho VNATV chúng tôi tiếp tục chiến đấu may mắn. Dạ, hello tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, chúc cô may mắn, chúc tất cả quý khán thính giả may mắn cho ngày thứ hai hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2022. Xin được kính chúc quý vị và toàn thể gia đình của quý vị có được một đêm an vui và gia đình hạnh phúc. Đó là với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và trước khi gửi đến cho quý khán giả những bản tin, không quên cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ. Đó chính là Yaa Marvel Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Và tiếp đến nữa, ở đó chính là nhà hàng chay Di Lạc với lại tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn, vừa bổ dưỡng cho sức khỏe, ở địa chỉ là 2850 Quinby Road, suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Thanh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh cùng tất cả quý vị. Cuối cùng rồi, nước Đức cũng phải gửi pháo tự hành đến Ukraine. Ukraine đã nhận pháo phòng không tự hành. Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine đã tuyên bố nước này đã tiếp nhận 3 hệ thống pháo phòng không Gepard của Đức cùng hàng chục nghìn viên đạn. Tôi có thể thông báo rằng 3 hệ thống Gepard đầu tiên cùng hàng chục nghìn viên đạn đã được đưa đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là Oleksiy Yelchenko đã nói trên truyền hình quốc gia hôm nay và cho biết nước này dự kiến sẽ tiếp nhận tổng cộng là 15 xe phòng không tự hành Gepard và hàng chục xe tăng chủ lực Leopard của Đức. Ông cũng đề cao vai trò của pháo phản lực phóng loạt là HIMARS do Hoa Kỳ viện trợ, tuyên bố loại vũ khí này đã phá hủy khoảng 50 kho đạn của Nga kể từ khi bắt đầu tham chiến hồi tháng 6. Chúng ta cắt đứt chuỗi hậu cần của Nga, hạn chế khả năng tác chiến và pháo kích để áp đảo chúng. Bộ trưởng Zelenko đã nói, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin pháo phòng không tự hành Black Panther Gepard sử dụng chung gầm xe tăng chủ lực là Leopard 1, được phát triển trong thập niên 1960 và biên chế từ năm 1970. Quân đội Đức loại biên phẩu của loại pháo này từ năm 2010 do để chuyển sang biến thể và loại thiết giáp chở quân gắn tên lửa phòng không FIM-92 hoặc là Stinger hoặc là LFTNG. Tổ hợp Gepard được trang bị hai pháo tự động Olalinko 35mm, mỗi khẩu có khoảng 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống xe tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 46mm. Pháo có kíp lái 3 người, có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 65 km/h, tầm hoạt động là 550 km. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, sau 4 năm tháng rồi, thì nước Nga vẫn không tiến thêm được. Và bây giờ Ukraine đã nhận nhiều loại pháo mà trong đó Đức đã quyết định gửi pháo phòng không tự hành là một cái sự kiện tốt đẹp cho Ukraine, hỗ trợ cho Ukraine để mà chống lại cái sự xâm nhập của nước Nga. Trở lại với cô Mỹ Linh.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến Thượng nghị sĩ Joe Manchin đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thượng nghị sĩ Joe Manchin đã cho biết vào ngày hôm nay rằng ông đã bị xét nghiệm dương tính positive với lại COVID-19. Văn phòng của ông cũng như là ở trên dòng Twitter thì ông đã tweet rằng là sáng nay tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, tôi đã được chích ngừa đầy đủ cũng như là các mũi booster và đang gặp các triệu chứng nhẹ. Tôi sẽ tự cách ly và tuân theo các hướng dẫn của CDC và tiếp tục làm việc ở từ xa trên online để phục vụ cho những người dân của West Virginia. Ông Joe Manchin là những người mới nhất trong hàng loạt các thượng nghị sĩ có kết quả là positive, cũng như là Tổng thống Joe Biden và các đảng viên của đảng Dân Chủ khác cũng có kết quả dương tính hồi đầu tuần tới, và điều đó có thể gây trở ngại cho việc thông qua các gọi là những cái dự luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe, giảm giá thuốc theo toa, cũng như là giúp đỡ tài chính theo đạo luật gọi là Care Act để giảm giá cả về thuốc. Và ông Joe Manchin là người bỏ phiếu quan trọng về các gọi là những cái về dự luật của Hạ viện, và ông có thể nói và có thể nói là tại Hạ viện đưa lên thì gặp đến Thượng viện, thì ông Joe Manchin là cái người mà gọi là có cái lá phiếu rất là quan trọng, tại vì ông sẽ là người phá vỡ cái thế 50-50. Ông ở bên nào thì bên đó là cơ hội thắng, và ông Joe Manchin lại là người bảo thủ nhất của đảng Dân Chủ. Cho nên là cái lá phiếu của ông vô cùng quan trọng, mà bây giờ thì ông làm việc từ xa thì nó sẽ ảnh hưởng đôi chút, tại vì có những cái dự luật mà không có cho phép bỏ phiếu từ xa được, cũng như là không có cho phép bỏ bằng giọng nói mà phải bỏ lá phiếu một cách chính thức. Cho nên là đây cũng là một điều rất là quan trọng. Tuy nhiên là Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói rằng là ông sức khỏe ông rất là tốt, chỉ có các triệu chứng nhẹ và sẽ quay trở lại làm việc một cách bình thường. Tại vì theo guideline của CDC, những người nào mà bắt đầu từ cái ngày mà mình positive á, là tức là còn bị dương tính, thì chỉ cần 5 ngày sau khi mình bị dương tính là có thể quay trở lại làm việc bình thường rồi. Cho nên là mọi thứ sẽ rất là tốt. Rồi ông Joe Manchin cũng cảm ơn Thượng nghị sĩ Tom Carper cũng như là Tina Smith, và cũng đã lên tiếng để mà gọi là cũng như chăm sóc và gọi hỏi thăm sức khỏe của ông. Rồi ông cũng cho biết là có một số người cũng đã có kết quả dương tính trong tuần này, nhưng mà không ai có những cái gọi là triệu chứng nặng cả. Và cho nên họ hy vọng rằng là cái thuốc chích ngừa đó đã hiệu quả như vậy thì tất cả những người dân Mỹ cũng sẽ chích ngừa. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, thưa quý vị, là nước Đài Loan, tức là đảo quốc Đài Loan, đã diễn tập để đối phó với tập kích tên lửa. Giới chức Đài Loan đã tổ chức diễn tập phòng không và đối phó tập kích tên lửa, khiến cho nhiều thành phố gần như bị phong tỏa trong vòng 30 phút. Còi báo động phòng không được kích hoạt ở nhiều khu vực trên đảo Đài Loan từ 13:30 ngày hôm nay, là ngày 25 tháng 7, theo như giờ của địa phương, đánh dấu khởi đầu cuộc diễn tập phòng không kéo dài 30 phút. Người dân tại nhiều thành phố, trong đó có Đài Bắc, được yêu cầu rời khỏi đường phố và ở yên trong nhà. Tin nhắn cảnh báo tên lửa được gửi đến điện thoại di động, trong đó đề nghị người dân lập tức sơ tán đến nơi an toàn, hàng quán đóng cửa và tắt hết đèn nhằm tránh trở thành mục tiêu và vị trí đánh dấu cho đoàn tấn công ban đêm của đối phương giả định. Các tuyến đường ở nhiều thành phố trở nên vắng lặng, lực lượng cứu hỏa cũng diễn tập để có thể có những cái công trình bốc cháy dữ dội do trúng tên lửa. Lực lượng cần chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến sự. Máy bay đại lục thường xuyên áp sát đảo Đài Loan những năm gần đây. Bên cạnh đó là xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát hồi tháng 2. Những sự kiện như vậy nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn duy trì cảnh giác. Cô Wang Ji, người đứng đầu chính quyền thành phố Đài Bắc, đã cho biết trong bài phát biểu sau khi giám sát sự kiện, đây là lần đầu giới chức Đài Loan tổ chức diễn tập phòng không và sơ tán đường phố trong vòng 2 năm qua, sau khi sự kiện này bị hủy bỏ trong năm 2020 cũng như 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và chờ thống nhất, cũng như sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ biển Đài Loan và Trung Cộng gần đây trở nên căng thẳng khi quân đội Trung Cộng gia tăng sức ép quân sự lên hòn đảo bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Ngoài những chuyến bay áp sát hòn đảo với lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Cộng còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ, chiếm bờ biển ở khu vực
gần Đài Loan. Trong khi đó, Đài Loan mạnh tay đầu tư mua sắm, nâng cao nhiều loại vũ khí với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm nâng cao lực lượng để có thể phòng chống đối với Trung Cộng nếu Trung Cộng xả ra vụ tấn công hòn đảo trong những ngày sắp tới, ví dụ như vậy. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa, thưa quý vị, ông Mark Short là cựu chánh văn phòng của cựu phó tổng thống Mike Pence đã xuất hiện trước ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1. Ông Mark Short là cựu chánh văn phòng của cựu phó tổng thống Mike Pence đã đưa ra những cái lời làm chứng của mình ở trước một bồi thẩm đoàn vào ngày để mà điều tra ngày 6 tháng 1 ở tại Washington DC. Theo một nguồn tin quen thuộc đã nói với CNN rằng là ông Short đã xuất hiện theo trác đòi hầu tòa và ông là một nhân chứng cao cấp nhất được biết đến trong những cuộc điều tra liên quan đến ngày 6 tháng 1 cho đến nay. Ông Short và luật sư của mình đó là Amat Flood đã được nhìn thấy tại một tòa án liên bang vào ngày thứ 6 vừa qua, nơi mà một đại bồi thẩm đoàn liên bang đang nghe những lời khai liên quan đến ngày 6 tháng 1 cũng như là những gì mà cựu tổng thống Trump đã làm để mà mong muốn xem xét lại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đầu năm nay thì Bộ Tư pháp đã mở ra một cuộc điều tra ông bên những xung quanh và bên ngoài những người mà bước vào bên trong điện Capitol và cũng như là những cái buổi thực hiện gây quỹ, những cái chương trình rally và những cái tổ chức chính trị đã thực hiện gây quỹ cho những cái gọi là sự xuất hiện của tất cả những cái phe nhóm ở trong ngày 6 tháng 1. Thì bây giờ ở bên phía Bộ Tư pháp có cuộc điều tra và đây là sẽ là một điều rất là quan trọng, và Bộ Tư pháp đã đưa ra một trắc đòi hầu tòa gồm có các thành viên của Đảng Cộng hòa có liên quan đến kế hoạch để đưa ra các cử tri mà họ nói rằng đó là các cử tri replace, tức là thay thế. Cái này phải trong ngoặc kép. Tại sao đại cử tri mà lại có thể bị thay thế? Thì đó là theo lời Bộ Tư pháp họ nhận thấy như vậy. Thì họ đang điều tra. Và một đại bồi thẩm đoàn đã nghe những lời khai của những người mà ở trong tổ chức Stop the Steal. Đó là một cái người mà có thể nói là một trong những người dẫn đầu tổ chức này, đó là Ailey Alexander vào hồi tháng 6. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ xem kết quả điều tra cũng như là ông Mark Short sẽ đưa ra những lời khai như thế nào. Và xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.